Hello, xin chào mọi người. Lại là Bon đây. Và đây là Minecraft SMB Việt Nam mùa 1, tập cuối. Bây giờ đã là ngày 2800 rồi. Bon vẫn chưa có kịp xây xong cái sở thú của mình. Ở buổi livestream lần trước, Bon đã xây được cái đài phun nước có sử dụng trái tim của biển cả. Bon đã xây dựng được một cái hồ dành cho con Axolot, bắt được một vài con gấu trúc dễ thương. Thì cũng có vài con cái mặt nó hơi buồn. Có con thì bệnh tật, có con còn hung hăng nữa. Không thiếu gì á, chỉ thiếu con màu nâu thôi. Và cái làm Bon thích nhất chính là cái chuồng mấy con lạc đà. Mấy bạn để ý nè, nhìn cái lỗ tay của nó coi, giật giật kiểu này ai không mê cho được. Tiếc cái mấy cái chuồng này cũng là chuồng cuối cùng Bon xây được vì hết thời gian rồi. Và mấy cái công trình của mình thì khả năng cao là nó cũng sẽ toang luôn các bạn. Không muốn tham chiến cũng đâu được, này là tình cảnh bắt buộc là phải tham chiến rồi. Bon tính xây một cái chuồng ong ở đây nữa mọi người, nhưng mà không kịp, cái bên là cái chuồng lạc đà. Tính ra thì những cái chuồng mới sau này như là lạc đà Axolot thì Bon xây khá là chăm chút, rất là đẹp. Ở đây cáo thì nó cô đơn có một mình đó, thấy thương quá. Hy vọng là nó vẫn còn. Sau giờ trận chiến lúc 8 giờ tối nay, Bon vẫn còn thời gian đi một vòng, ngắm nghía thêm chút nữa. Đây là cái sòng bài. Sòng bài cỏ mấy bạn. Ở trước Bon ngồi đây và chơi bài với DN nè, rất là vui. Tí nữa gặp lại nhau thì bọn mình sẽ là đối thủ. Và chắc chắn là mình sẽ không nhân nhượng đâu. Tại vì DN hồi nãy úp sọt mình, là mình mất một tim. Bon 10k sub. Con ếch đó là Bon 10k sub. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Bon trong thời gian SMB Minecraft SMB VN mùa 1 diễn ra. Và cả những anh em đã ủng hộ series Nông Trại Vui Vẻ nữa. Cảm ơn mọi người nhiều, cảm ơn các donator, cảm ơn tất cả những anh em hội viên ở trên kênh YouTube. Thank you. Đây là chuồng ngựa của Bon. Ngay ngày thứ hai hình như Bon đã xây được cái chuồng ngựa này. Và mộ của Naruto, Rio, Mèo Tôm và con Tuyết Tổ. Bốn người bạn của mình phù hộ cho mình chiến thắng ha. Ê, nhà của mình bi yêu màu hồng. Bon yêu fan, tất nhiên rồi. Y ú đẹp dai, tép nè, Bon xinh dai nè, cháu tinh ga. Yeah. Mình còn hộp quà mình chưa xếp lên nữa. Quà của Snack Cool. Và bây giờ Snack Cool cũng phe bên kia rồi mấy bạn. Ok. Thì đó là những gì mà Bon đã tham gia và xây dựng ở trong làng này. Với lại cái máy này nè, mình chưa có thắng được 64 kim cương, trời ơi tiếc quá. Tại vì anh Bon biết cái chiêu xong kiếm hộp bitch, đúng không? Bitch. Ghê à. Chiêu đó lợi hại. Xong kiếm hộp bitch. Đâu xem nào. Anh Bon. Bên này chuẩn bị nè bà con ơi. Luôn xếp Bon ở đâu? Tí nữa anh em mình làm tí nha. Ủa xếp Bon ở đâu vậy Kuro? Mà không được đi qua nhà của chị Yuki. Bên đó là không được phép qua. Từ nhà anh lên rồi thôi. Okay. Trong này thôi đúng không? Cái này là quá to rồi. Bây giờ thì ai team em thì chia ra đi. Team mình hơi lỏ nha, team mình hơi lỏ đấy. Hay là mình kêu hàng khứa vô team mình luôn đi. Được á. Cũng được. Ken ơi. Ôi, Ken ơi. Nghe nè. Xuống đây đánh chung với anh này Ken. Bon. Qua đây. Là đi chung hả? Mấy anh em mình đi chung. Bên kia bao nhiêu người vậy? Hơn nữa. 2 7 4 6 7 người. Bên kia bao nhiêu người? Bên kia thì có Kiro 1 này, Xỉm 2 này, Red 3, DN 4 này, anh 2 cá 5 này. Tổng có 13 người, 7 người mình kia 6. Vậy mà mình lợi quá rồi. Thôi, chơi láng đi, kệ đi. Mở nước. Ui, kệ. Sao, chạy. Cái gì? Từ. Uống thuốc vô. Rồi hả? Chạy. Chuẩn bị. Chuẩn bị rồi hả? Chuẩn bị. Mình ra khắp đi nè. Video 2 phút. Ở trên nè. Đi rồi. Xỉm nè. Lùm. Xỉm nè, chúng rồi. Kìa. Kuro bắn rồi kìa. Chúng anh đây nè. Các bạn mọi người, anh các bạn giống như đâu kìa. Anh đây nè kìa. Ở đâu ấy? Ui, anh nấu kìa. Vô anh ơi.
Ok. Cú đầu à. Anh lỡ tay lỡ tay. Cái đấy. Chém. Cắn táo đi sao này, cắn táo đi. Dạ vâng. Ôi nè. Nè. Cắn táo đi. Tôi. Ủa cái đồ này. Đó em đến đâu. Ăn táo đi. Đang. Chị chú kia nữa kìa. Cẩn thận. Ôi, bắn chúng một cái gì vô kia rồi. Ê, cẩn thận đấy. Crystal kìa. Sang, đừng hận biết á. Chạy rồi. Này, sao chém vô kia vậy? Ồ. Cái team mình mà. Yuki team mình. Chị Yuki team nào ấy? Ơi, sao đây? Chị Yuki team kia. Vô. Đợi nha, đừng đánh liền nha. Đợi nha. Sẽ báo đời kìa. Sẽ báo đời nè. Sẽ báo đời trên nóc nhà nè. Hey, em bị bắn. Chạy đi. Sẽ báo đời nè. Crash rồi. Đây, Crash tàng hình rồi. Em tàng hình phải đâu. Cô đâu hả? Đồ đỏ là cái địch. Đồ đỏ. Dạ. Anh kia đó nè. Chết rồi, vô bẫy. Bị loạn. Ôi vậy. Ôi chị cái đó. Không biết chị Yuki tên nào luôn á. Chị Yuki tên kia. Mất tấm anh chan rồi. Mất tấm anh chan rồi. Sắp rồi. Ôi anh Craig hả? Ôi. Bây giờ phải chết tôi vậy. Tàng hình. Tàng hình không lấy tên không ơi. Đừng bị nhầm nhớ. Ôi anh đến rồi này, anh đến rồi. Xin lỗi. Yuki nè. Xem. Xem nè. Ê. Tàng nghe. Ủa. Tàng hình là Kuro mà phải không? Đánh. Tàng hình là Kuro. Sao Kuro đánh anh kìa. Yuki nè. Chị Yuki nè anh ơi. Đồ đỏ cái địch nha. Em đồ xanh mà, đồ xanh trắng vàng mà. Ủa vậy hả? Ôi lạng quá. Chị này sẽ nhanh thế. Anh quét kìa. Đi nè. Đánh sập đi. Yuki hả? Yuki bên kia đúng không? Đây. Ôi độc. Trời ơi. Đâu thế? À. Đánh loạn bấy gì? Bấy bốn bấy xì ngầu luôn. Ôi. Ở đây. Tùm lum. À đây. Ôi. Xém nè. Kìa xém tàng hình. Đó, xém cho em à. Này em. Cô đó. Đồ của em à. Trời ơi. Crest mọi người ơi. Crest nhiều táo vàng lắm. Vâng, Crest. Đâu anh? Sao tùm lum vậy? Thôi, trời ơi. Bắt Crest. Ở trên này có ai nè? Đây nào tàng hình nha. Sớm nè. Ôi, ở trên mấy nhà. Lên hồi. Trên mấy nhà có sớm. Ok anh ơi. Nè, sớm xuống nè. Hay rồi anh ơi. Ui, ông kia rồi. Bắt sớm. Anh đây nào kìa. Đây nè. Cô đâu. Đâu, chị Yuki hả? Yuki. Em. Ủa chị Yuki đâu vậy? Cầm kiếm yên cơ là chị Yuki. Kiếm yên cơ là chị Yuki. Đúng rồi. Chém. Chứ được ai thì chém mọi người ơi. Chém tới đi mọi người. Good. Đúng rồi. Giáp gai Yuki. Giáp gai. Đây nè. Bắt luôn. Ép vô. Em góc. Sao bay đi đâu rồi? Anh ở trên. Bên trên kia. Mấy ông kia đi đâu hả? Nhảy qua đây. Ê, mình tách Yuki ra được nhóm bên kia rồi, dĩ đi. Tách Yuki. Yuki đi đâu rồi? Đây nè. Nhà Siro nè. Chém. Hết rồi. Đâu rồi? Dạ. Siro đây. Chém. Trời ơi, đánh bạn ơi.
đừng chống qua kia, đừng chống qua kia, đừng chống qua kia. Em cốc cả, chém, chém đi. Ôi, ai là Yuki cháu rồi hả? Dưới nước rồi, dưới nước. Đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Ê, được kẹt, được kẹt. Sao bị kẹt coi. Thôi mình lui đi, mình lui. Sắp giết rồi. Sắp giết rồi mọi người. Bảy rồi. Đâu. Đây, mình lên như Siro rồi, Tới liền. Thùng dưới nước rồi kìa. Lên ủa nãy giờ anh chết rồi, có mỗi anh cá hả? Ừ. Ờ, lấy tụi mình sức mạnh vô chưa? Sửa giáp mọi người, sửa giáp đi. Mày cung em. Nhưng mà phút cà tê rồi không biết mày cung ở đâu. Ở ngay chỗ gần đấu trường. Gần đấu trường á. Anh có anh Bon ở đâu, ngay có cái này đá gì? Này tôi đào, để ra đây chứ, chỗ anh Bon, kết hợp với anh Bon đó. Còn nè. Ở đây còn nhiều nè, đào hết đi. Cung đâu sửa giáp chưa? Em đường xíu anh ơi. Rồi, ok. Em sửa. Nghe qua vậy đó, hình như có ai qua rồi phải. Giáp này nè, táo vàng nè. Ra ngoài, đứng đây lộ vị trí á. Nãy giờ mình lại chết chưa? Nãy giờ chỉ có hai cá chết rồi. Tính ra là quấn lâu lắm mới chứ, nếu quấn hai bộ quấn khi nào mới xong. Đúng rồi. Cẩn thận anh DN nha. Anh DN có crypto á, cẩn thận á. Không chừng ở dưới lòng đất quá. Không chơi dưới lòng đất không ơi. Rồi anh đi đò chắc rồi. Đi. Siro qua đây. Đúng rồi. Nông thuốc nha. Ủa mặc đồ xanh vậy? Ăn táo vàng vô chưa? Ăn rồi. Chú lại nè. Kiro ngoài, Yuki ngoài rồi. Yuki lên mấy nhà rồi. Chạy. Mặc đồ xanh là cây gì? Chém. Ăn tao bằng này, có thì ăn đi. Red về tháp rồi mấy ông mọi người ơi, Red về tháp rồi. Không biết nữa. Ai á? Chém luôn, ai đấy? Xém kìa. Chém luôn. Ấy. Bắt xém. Ủa. Anh không tàng hình nha, không tàng hình nha. Chém mình mà tàng hình hết chưa? Ai tàng hình chém mày. Ok vậy. Tàng hình chém. Ui, Red và đây nè, chém hai luôn. Được ta. Chờ luôn. Má endo nhiều quá. Ý, quên, mình chưa có 8 team. Mình chưa có 8 team mà. Chạy. Lại endo. Ném theo. Đây nào với Red ngay tháp mọi người ơi, tháp. Hai người. Đây. Chém nó chứ. Anh Dino mặc ghép xanh, Đi chung, đừng như lẻ. Mày đéo qua được cây. Đập đi em. Đến nè. Chơi đi anh. Trời ơi, em bị đến ném thuốc yếu đuối, trời má. Xem nãy ném qua hướng này nè. Coi có trên cây không nha, nhiều khi nhấn ship á. Em sắp chết rồi. Em đâu vậy? Đừng đi lẻ. Chạy về nhà anh đi. Bên này. Nhà tôi. Dưới nhà em anh ơi. Cứu lại. Rồi, lên nhà anh. Ở đâu? Đây. Xuống. Ờ, DN rồi. Đây, DN rồi. Yếu rồi. Yếu rồi. Chạy nhà quá kia rồi. Chạy. Ơi, bên nào mà ai mà hết thuốc kháng lửa, chạy bên kia lấy nha. Rồi, anh thấy rồi. Đấu trường. Ok, qua đấu trường. Xong qua. Ôi, cái này đấu trường mọi người ơi, đấu trường. Ok, đang qua. Đấu trường. Ok, đấu trường đúng không anh? Crest đấu trường. Có một mình Crest à. Ủa em mới tới ổng bên này mà. Nè đâu anh? Qua đấu trường rồi. Ủa là sao? Ơi, chuồng heo rồi, chuồng con Axolotl mọi người ơi. Cái đài phun nước á. Ok anh. Có gì ta. Sao mà chuyển chỗ làm thế? Ủa thì anh đã bơ mà. Ném bao giờ mới hết? Ông nhảy đến bây giờ, trời ơi.
Rồi thấy rồi, đại phun nước, đại phun nước. Đây à? Anh phút rồi anh. Anh chặn đầu bên này. Ôi lạc đà, lạc đà. Ê, chạy về mấy con nhà mình rồi mọi người ơi. Trời ơi. Crash chạy về base mình rồi. Crash chạy về base của mình rồi. Ủa nãy giờ chưa không thấy gì Yuki luôn ta. Chị trốn rồi, chị trốn rồi. Yuki, chị Yuki banh mũ rồi. Ôi trời. Cái này trốn hết rồi. Em đi bị chạy ghê quá. Mấy người này chạy không à. Vậy tụi mình đừng xài nữa. Tụi mình đừng xài nữa. Đi chạy thôi. Mọi người khoan cắn thuốc nha. Bên đó bào thuốc mình á. Mọi người sẵn. Bên đó dùng Ender Beer. Ai? Bon hả anh? Bon hả? Anh. Giáp xanh dương chỉ có mình anh à. Red nhà an toàn nha. Red nhà an toàn. Red nhà an toàn nha. Ui, ông Red. Qua cái nhà Kuro, qua nhà Kuro. Ông có cái linh hồn á. Ông có vô đó rồi. Tôi đi chậm lắm. Đi mừng. Đem nhà em nè, Nhông à? Dưới nhông à? Nghe tiếng ai mới nhảy xuống. Red phía sau cái shop thịt heo nè. Kuro ơi, anh đi ngay sau lưng Red luôn. Anh ngay sau lưng Red luôn nè. Đây. Chém. Shop thịt heo, Nhảy. Ờ, bắt anh em ơi. Ơi, hình như hết ai rồi. Hết NB rồi. Đúng rồi. Lâm. Đằng sau phút rồi. Chạy đi đâu rồi? Qua đâu. Trường bắn. Trường bắn này mọi người. Trường bắn. Great up sọt mình. Mình sẽ theo Great đến chết. Giết. Đâu rồi? Đó, sáng nè. Đến đâu luôn nè. Ê, kia kìa. Giết đi luôn. Giết đi. Ê. Không quan tâm. Hết NB là chết. Con sống nó không nói nhiều. Dưới đất khi nào hết rồi. Chờ. Đúng, mình dí. Hai táo vàng mọi người. Kệ luôn, chứ chém đi. Chém đi anh ơi. Vô lỗi. Anh đi nờ vô kìa, anh đi nờ vô kìa. Kệ đi nờ chém anh đi chết đi. Xếp zone rồi. Vô chém luôn anh. Súp zone bây giờ không còn quan trọng nữa. Nhà Ken, đại phun nước nhà Ken. Ok, quăng cái NB vô cái máy của đây rồi, quá tèo. Kìa, thấy Grab phát sáng chưa? Thấy. Ai mới bắn vậy? Ai bắn vậy? Trời, Red à, còn chị anh kia đối kia núp bò à. Nè, đằng sau này. Đây. Bắn hụt. Nổ giáp rồi. Chém. Rồi xong rồi. Đừng bắn nha, gửi coi, đừng bắn. Dạ. Đừng có bắn nữa. Rượt đi. No. Ui, đây rồi, anh đến rồi. Tập trung Red. Red yếu rồi. Red đi. Red. Đây, em đến đây. Đây, chết đúng không? Chết đúng không? Red sắp chết. Đây, bị mũ rồi. Chặt hai cái là chết, Good. Ông đập kìa, đập kìa đi nờ lục bảo ấy hết sâu kìa, lục bảo luôn. Red chết rồi, dưới hang nè. Đừng có xuống Crystal á. Crystal em ơi. Đi anh ơi. Ô, Kuro xuống luôn kìa. Ô, Kuro xuống, anh xuống phụ Kuro đây. Ơ, Kuro ơi. Red chết rồi. Red chạy đâu rồi? Chạy qua nhà xanh rồi. Nhắn tay. Anh có tiền tì dưới đây. Thấy rồi. Dù quá. Đi nợ lên kìa. Dù anh đừng xuống anh. Bơi dưới bờ không á? Chị đâu bờ không á? Ừ. Anh còn kháng lửa không? Có, anh có kháng lửa. Chém bình đi. Cô đâu nè bình nè. Dạ. Cậu tôi tầm không? Chết rồi, hết kháng lửa rồi. Ai còn kháng lửa không? Canh đi nợ đi. Anh đi nợ tụi mình canh trên đó. Đang chạy qua nhà anh Bon. Ok, chặn đâu đi. Thấy cái red rồi nè. Chạy nè. Xui. Yeah.
Hài đấy chứ. Coi còn tép phát nghìn chan không hết, tép phát nghìn chan rồi. Lẩm đồ, lẩm đồ đấy, lẩm đồ luôn, lẩm đồ luôn. Cái suka, cái suka xuống, đặt cái suka màu vàng xuống. Cái nón anh sắp bể rồi. Anh sắp bể hả? Anh đây. Đứng chung em nè, anh Bon. Này này, Kuro này. Kuro có tốt kinh nghiệm này, có tốt kinh nghiệm. Xin. Rồi, con DN, con DN á. Con anh DN với lại. Chiếc DN là ngon, chiếc DN là ngon. Chị Yuki. Anh biết chỗ DN nè, đi đâu Fuji mới thôi. Chị Yuki, anh đi đâu đó. Đi đâu, đi đâu. Hả? Chúng ta mình ăn. Mình thì anh tối giờ mình sống qua mà. Còn ba người ơi, bên kia còn ba người thôi. Mọi người ơi. Hả? Ở trong nhà anh có gì đó kỳ lắm. Chết độc độc lên anh. Bỏ lên lên chỗ anh, lên chỗ sao á. Ừ. Anh nhớ anh nhớ đâu có xây cái này đâu. Đó. Đó. Trên nóc. Trên nóc nhà lên nóc nhà. Ừ. Anh nhớ anh đâu có xây cái này đâu. Ta. Đâu để anh chở Ender Pearl lên thử nha. Nóc à. Ủa, có cát nè. Có không? Qua cho nó mình. Có tụi cát nè. Không, ủa snack cool nè. Không. Em mới quăng lên. Ôi trên mấy nhà luôn hả? Không có đâu rồi. Ê hình như xuống dưới địa đạo cũng chi hết trơn rồi á. Rồi, xuống địa đạo hết rồi, bên kia xuống địa đạo hết rồi. Tên đâu? Nè anh tôi có cát nè. Ủa. Ờ mình nổ TNT từ trên xuống đi mọi người ơi, đừng có xuống, ở dưới có 7 á. Đúng rồi. Ấy kìa, có cái tên ai giữ cái hai người luôn. Hai người luôn. Ồ, biết ngay là đấy mà. À, địa đạo. Yeah. Trời ơi. Ăn đào đường khác xuống mọi người. Cẩn thận nha, cẩn thận nha mọi người. Ủa, là đâu vậy? Đào đi. Ở đây nào kìa. Chạy. Nổ. Ở đâu? Ui. À, kia kìa. Cho Kuro lên cái đi. Rồi. Trời ơi, toàn bắn đồng đội mình không mà chứ bắn chó đâu. Ta đang chu lên, người ta đang chu lên kìa. Ê, ai đấy? Ở trên núi tuyết mọi người ơi. Ở dưới đó. Núi tuyết đó. Nè, đứng đâu kìa, đằng sau kìa sao? Ủa sao nãy anh thấy mũi tên hướng ở này đó. Hả? Ở đây. Nè, bắn nè mọi người. Rồi, thấy rồi. Chết nhiều chó đấy. Có nhiều con hết rồi mà, chết hết mà. Mấy con mà. Đứng đâu kìa, cố lên. Chó của ai đấy? Anh đâu rồi? Chó của DN đó. Và lên dưới đó cầm một người đó. Cái anh này nuôi nhiều chó đó. Dưới đó cầm một người đó. Xuống luôn chứ, dưới chết hết mà. Còn anh DN với chị Yuki dưới đây thôi. Còn sao không nổi. Nhiều đồ thế. Chị Yuki nè, chị Yuki dưới đây nè. Chị Yuki à. Ôi giời. Ôi. Loạn quá. Chị Yuki tàn hình đúng không? Không thấy gì hết. Ấy. Chị Yuki chạy rồi à? Chị Yuki sao kìa? Chạy rồi. Chém đi. Chém! Bích cửa. Bích lại.
Sao rồi? Ra được rồi. Chị Yuki chạy rồi. Sắp chết rồi, chị Yuki sắp chết rồi Kuro. Dạ, chị Yuki ít tim mà sao trâu quá ta. Nhanh tay, nhanh tay. Sắp vô, sắp vô, sắp vô. Nhận phút bên ti. Sắp vô nó. Nhanh vậy? Mấy anh đợi bia mà anh. Kìa. Rồi, thấy rồi. Núi tuyết luôn rồi, núi tuyết rồi. Rồi, tháp luôn rồi, Big Bang luôn rồi. Trời ạ. Mọi người đi vô, mọi người không chặn cái tường lại, trời ơi. Như nó bảy diều ha, đội quân chó sói ha. Tiếp tay rồi ha, mạnh nhện ha. Thanh xin. Thanh xin quân bị chó sói giết. Ủa đâu, cắn đâu có luôn á, anh táo vàng vô màu chịu nổi á. Anh Snack ơi. Tại vì nhiều con nó cắn cùng lúc nó không đợi được. Thôi anh Snack quân. Ờ Ken. Ờ thôi anh Snack quân thiệt. Ken bị nổi tin tì chết. Bị nổi tin tì chết. Ủa cái gì Ken, ủa anh Ken đi luôn hả? Ừ. Bye Kuro, bye Kuro, bye 1, bye 6. Chó của ai đây? Chém luôn. Rồi hai người đồng đội với nhau, anh Ken với lại anh Sanat. Đúng là cặp đôi thương gia đi chết chung rồi nè. Ở đâu ta? Tìm đi mọi người, chỉ đó tìm mọi người, chắc xung quanh khu vực này thôi à. Vỏ đai. Ủa? Ờ có mình Siro đó hả? Ủa, đây nè. Ủa, anh bò nè. Ủa, sao mà gặp nhau không vậy? Ủa gì kỳ vậy? Cái hồ nước nghe sở thú mọi người ơi. Đây rồi. Mọi người, cái hồ nước sở thú. Okay, một cái lỗ mà màu chưa lắp á Kuro. Nè, Yuki dưới đây nè, anh thấy tên Yuki rồi. xuống ấp luôn. Xuống bịch hố lại ấp. Chỗ này nó có hai hướng vô nha. Còn cái này đi theo. Xuống luôn. Ở đây nè, bên này. Đây, Yuki đây nè. Lắp nha, em lắp nha. Thấy chưa? Ủa, sao? Ở đâu? Ê, để vậy nó đâu có nổ. Nó đâu có nổ. Tìm tì nha. Ông nước mà, nước con mà. Con nước. Rồi. Ê. Không phải hướng này. Nè, đi theo anh, để anh dắt đi cho. Ở đây nhà anh nên biết. ở đây mọi người. Ê, em nghe tiếng đập nè, bên đây nè, chỗ này nè. Chỗ nào? Đây, xuống. Đây á. Né. Né ra. Ui. Tên. Không có. Đi rồi. Ủa tên ai vậy? Chém mũi cúp. Muốn làm phóng viên đài truyền hình đi theo xem thôi cũng được. Anh thấy chưa? Núp cái gì mà núp? Núp nè. Chết bà chị của tôi rồi. Nhanh nha, chơi Snack cool nè. Anh có thấy rồi, à dưới nhà Snack cool hả? Rồi, có tên. Rồi, anh em ơi quay phim đi. Bật máy quay lên. Quay phim, bật máy quay lên. Quay lên đi em ơi. Kính thưa quý vị và các bạn, đây chính là chị Yuki. Sở thú rồi, phía sau chuồng nhà anh rồi. What the? Nhà xẻm á, nhà monster. Tóc quyến. Đây. Mọi người để cho chị Yuki chạy vậy? Ủa đâu vậy? Có Enderbeer mà, mọi người đừng có chủ quan. Ừ đúng rồi, có Enderbeer. Này đây là chị Yuki đây nè. Ủa chị Tóc Quyến. Ở trong làng mình công trình có tên mà, ở đây là đâu? Nó ở đây, chúng biết ở đâu luôn. Ừ, ở đây không à. Nè, nãy chị ở trong cái chuồng ngựa. Chuồng ngựa hả? Quy anh đi nội với chị Yuki đồ mất tích luôn rồi. Ô, mấy cung nhiều ngõ ngách lắm mọi người ơi. Ừ đúng rồi, khó thấy nữa. Đi vô đây thấy đồ của mình hết, không có. Ngồi xong lại này. Chết rồi, hánh mù đường rồi. Bên chết hai người. Ở sao anh dây đầu đường thẳng. Bên kia biết luật mà bên kia không nói chị Yuki. Chán. Hiểu ý em nói anh Đoàn. Ừ. Bên kia biết, bên kia để cho chị Yuki đi xuống hang trốn á. Biết mà không nói á. Ở trên trời chỗ safe zone. Đâu ai mà đi chỉ đúng không? Thôi, để anh cưỡi ngựa chiến của Ken. Ken ơi, cho anh mượn ngựa chiến nha Ken. Ok anh ơi. Chịu luôn. Ủa cái gì ạ? Ủa mới xây mà. Ở trên đó hả? Trên đó. Để em lên. Anh em mình kết thúc sớm á. Biết gì nãy để. Ủa? Cho Kuro lên trước. Hay à, Kuro đấy hả? Ây da. Thôi chịu rồi. Ui da. Cho nó mấy người ta? Hai người à? Cao quá. Ê, một người đứng với gốc cây đây nè. Đậu xanh, nãy giờ mọi người không để ý à. Hàng gì hay bị bắn. Đậu xanh gốc cây đây nè mọi người ơi. Anh Kido bắn. Ở đâu vậy? Xong anh Kido rồi. Xong anh Kido rồi. Cứu nổi. Cứu nổi rồi, không đỡ được rồi. Nổ tức tâm rồi. Trời sao bao nhiêu đấu ngạn rồi. Đánh cho được Kuro. Trở lại. Yeah. Chui xuống Kuro. Ở đây có mục tiêu rồi, nhặt đi. Trên này có ai nhiều ấy?
Anh DN, anh DN. Cho nó DN thôi. Lại bắn. Của anh DN nè. Yeah, có cung rồi, có cung. Này hết cách rồi. Ui, đúng rồi, đúng rồi, hay. Em bắn mà phải hay chứ. Trời ơi, đúng rồi kìa anh ơi. Su, lắm, su. Lắm. Trên cây. Hình như ảnh hết NP. Chạy rồi, NP chạy rồi, NP chạy rồi. Trên tháp rồi. Ủa này kéo cô đâu nè. Đúng rồi. Đây. NP chạy rồi, NP chạy rồi. Tháp rồi, trên tháp em ơi. Lên tháp rồi. Xóa đồng hồ, nói cho rõ cái tháp đi. Còn chị vô cái gì vậy? Rồi vô trong rồi. Vô bên trong tháp rồi. Lên từ dưới. Ở dưới kìa. Đây nè. Chém. Ui. Ủa đâu rồi? Đi đâu? Ui hên, hên là đây nè, không cưỡi ngựa chạy. Ở dưới kìa bà con. Xuống rồi. Cái gì? Lại đi đâu nữa? Đây, phía sau nhà Phúc Khạch thôi. Phía sau nhà anh Phúc á. Rồi, đi nữa rồi. Ấy, đây nè. Ơ, con ngựa sắp đến. Ráng lên hai con tay, đi. Hai tay hai kiếm. Kirito à. Rồi. Nhà monster. Đâu anh? Thấy ai đâu anh? Ủa? Đéo lục bảo mới đây. Ôi bay nữa rồi. Hay à. Ơ, con ngựa chết rồi. Giống nhà. Ủa. Sao nè. À, ủng quá, con ngựa chạy nhanh lắm em, đỡ phải tốn thuốc. Chịu kia trốn đâu rồi trời. Trời ơi con này chạy chậm rì. Căng quá, đánh nhau được 1 tiếng đồng hồ á. Cái này quýnh khi nào hết tim thì chắc quýnh tới tháng sau. Ơ, ai xây cái gì trên tháp kìa mọi người ơi. Ai xây cầu trên tháp kìa. Cái tháp đồng hồ. Anh đi nhờ, nhờ. Chắc chị luôn. Đang qua cái chỗ cũ thì phải. Kìa, đây nào đang xây cầu kìa. Đúng rồi, chỗ cũ. Nạp lên bất ngờ luôn á. Bà chị DN này. Bà chị DN. Biết chi vậy, chuẩn bị một cương sô cơ rồi. Đúng rồi, nếu mà giáp lá cà thì nhanh lắm. Ôi, chịu kì cho nó luôn á. Tóc rồi. Yuki ở trên mái nhà của Phúc KT nha. Hay à. Rồi xong. Rồi, xong chị Yuki rồi, Nhiều mấy đồ quá. Ủa? Gì vậy anh? Ủa? Ủa anh tưởng em xin rồi chứ. Chết rồi, dính độc rồi, hai thằng hát xì liên tục. Không biết nên lại quăng sao chui vô luôn. Rồi, mái nhà. Ê. Rồi, cái miệng hố nhà Snake Cool. Ủa, đâu nữa? Hãy xuống đế hả? Ờ, đâu nữa rồi? Ờ, con ngựa này chạy chậm quá à. Trời ơi, San ơi, xem giết con ngựa của anh. Em tưởng ngựa của anh sẽ... Xếp vô nè. Nè, ui, ngay chỗ anh luôn. Yuki ơi, xem xuống đây anh vậy Yuki ơi. Ủa đâu? Hãy giờ spoil đi cho nhanh đi. Giờ chơi spoil vị trí luôn nè, chơi không? Ê, là cắt cái khúc này nè nha. Có gì cắt? Mấy thằng đi muốn spoil lắm rồi. Gặp vấn đề kiểu ngại nè. Cái này hơi khó, nói vị trí thì kỳ quá. Đúng rồi, muốn spoil lắm rồi. Miệng giật luôn rồi mà không dám spoil. Vậy nó kỳ lắm, vậy chơi kỳ lắm. Thôi khỏi đi. Mọi người biết không? Biết kiểu là gì không? Chúng ta đừng tìm nữa, chúng ta đứng chung với nhau đi. Đi về chỗ kia đi. Giờ là cuộc chiến xem ai giữ nút ship lâu hơn. Ai lâu mỏi tay hơn. Đây, anh có trò này hay lắm nè. Trong những lúc gì mình làm gì? Trong những lúc này mình sẽ đi chơi. Đi san. Đi tam tam. Đi qua nhà anh. Ok. Thôi này mọi người lại chơi chơi đánh bài với anh nè. lại máy đê tám tám chơi nè. Thôi mình lại chơi máy đê tám tám đi mày. Rồi hôm nay anh sẽ sử dụng hết kim cương để mà lấy 64 tới đạt mức 64 nha. Theo như xác suất thống kê thì anh sẽ có 15.000 cơ hội để mà 15.000 lượt thử để có thể mà thắng được. Hợp lý anh ơi. 0.0 quá dữ luôn nè. Curo đuối lắm rồi. Hết cái này mình đi ra mình đua thuyền. Hết đua thuyền xong mình đi đua heo. Đúng rồi. Là tới ngày mai luôn. À. Cuối phần 1 xong rồi bốn. Tập cuối phần 2. Bốn rồi kìa. Năm rồi. Sáu nè. Ấm bà la.
Ôi, 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 ôi. Lẹo lẹo. Có khi nào? Có khi nào? Có khi nào? Ghê hả? Yeah. 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 Trời ơi. Ghê. Yeah. Ôi ghê. Lại rút 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 rút. Yeah. Trời ơi, cuối cùng Bon cũng đã thắng anh rồi mọi người ơi. Chúc mừng anh. Nhảy đi mọi người, nhảy đi. Tăng tăng tăng. Anh Bon ơi, em quạt anh. Em quạt anh Bon ơi. Anh Bon ơi, em quạt anh. Ờ cô đâu rút rồi? Yeah. Hay anh ơi, hay anh ơi. Ơi. Yeah. Nhà Nether có cái gì trên đó kìa? À. Đâu? Ủa nãy giờ mình không thấy luôn hả? Ôi anh không thấy. Ủa cái tháp gì vậy? Ơi. Cái gì vậy? Kẹt. Không gì luôn á. Cuối cùng. Sao cứ cho lên cao thế nhỏ? Lên cao thì em rớt xuống em sẽ chết. Còn không, mình đổ nước ở dưới đi mọi người, mình đổ nước ở dưới đi. Mình đổ. Ok ok. Ừ, đổ nước ở dưới đi. Để lấy đồ ra lắp lại mọi người. Lắp cho nó phẳng phẳng rồi mình đổ nước ở dưới đi. Rồi mình lên chén chơi khô máu luôn. Nghe cũng hợp lý đó anh. Ôi, nhà DN kế bên luôn chứ, lên rương một đống đổ đây nè mọi người. Nước tới đây, nước sôi đây. Kêu kêu ra chợ, ra chợ. Ra chợ. Solo. Ghê hả? Ê, để anh đánh với DN cho. Gì là trời. Trời ơi, anh thích team hơn nhưng mà phải để cho anh đánh. Hôm nay anh bị DN với Crest úp sọt, hồi nãy anh không xin Crest được, anh cay lắm rồi. Ôi gì vậy? Đẹp. Ôi gì vậy? Ủa? Ê, bị trap rồi. Cái này phi dạ, cay nha. À, tức quá à, trời ơi. À, à. Bây giờ solo 1-1 đi. Rồi ok, em xuống đây. Bây giờ anh muốn chơi ở đâu? Ở đây luôn nè. Dưới đây nè, dưới đây nè, dưới đây nè. Đâu được xuống hàng đâu. Em phải chuyển xuống đó. Anh sợ chưa? Anh sợ chưa? Ghê vậy sao? Quýnh lộn với em đó. Em hay là kia? Một đây. Ủa đỉnh đó, sao anh mà? Thanh niên này đâu đây? Ờ, vô về em đi, Ủa, bao nào anh? Đi ra chỗ người ta có công bằng, cho công bằng. Đi ra. Rồi, đỡ hồi máu. Hồi sắp hư. Sửa đồ nhiều dữ rồi. Anh đã hư đồ đâu sửa. Ủa, hồi nãy anh chưa hư đồ luôn. Chưa. Em đỡ hồi nhắc, hư hết rồi. Ủa, anh bỏ cái gì sửa tạo. Anh bỏ có 2 bộ đồ rồi. Tô hơi nhiều. Như vậy nha. Được chưa? Như vậy. Ok. Còn anh chờ thấy thắng lửa luôn á. Do. Vậy sao? Còn chết giá còn hiếu kê chậm. Ôi ơi, ơi qua cái kiếm hả? Anh dục kiếm hả? Anh dục kiếm hả? Vô. Tèo. Cái gì ấy? Dưới kia kiểu gì ấy chị? Nói thôi em. Giáp chị hư rồi. Chị bể giáp rồi. Có hai đàn người đàn bà nó nhiều quá nhỉ? Hả? Sao chị có bể tôi hư? Bể giáp rồi, hư giáp rồi. Nãy cho em hội đồng chị nhiều quá, giáp chị hư rồi. Hư giáp họ. Đúng rồi, nè. Em không nhìn thấy chị. Chị không mặc quần với lại thấy nè. Chị đi đâu rồi chị? Lên đây đi. Còn mặc quần với lại thấy hả? Đang ở chuồng luôn nè. Anh Phúc. Hay là hai mình nữa là lại đó. Đưa chị Yuki một đoạn đi anh ơi. Thôi có vụ ổn nữa, đang chiếc kiến tranh. Thì cho công bằng. Không công bằng gì hết á. Được luôn á. Được sao? Tình Bon giáp trâu vậy. Sắp bánh rồi. Nãy giờ không có. Tụi em bị hậu đồng quá trời luôn, đồ em còn hứa rồi. Tôi kháng lửa anh đâu anh Bon. Hết thuốc rồi. Ủa không giết anh quá. Quyết định chị chia ra cho con tem một tem một nữ. Ai có thuốc sức mạnh với thuốc kháng lửa không? Quýnh thì quýnh lẹ đi, để chừng nào nó sang. Thế giờ chị muốn sao? Giết đi chứ sao, cái địch mà. Giết đi, trời ơi đã hư giáp rồi còn sao nữa. Trời ơi. Hư giáp rồi đánh thôi lại nữa. Đâu hết mà mẹ chém thuốc. Trời ơi. Sao lại không uống thuốc? Chị thành ra thôi anh cho em là giáp chị hư đó chứ không em tập chém được chị có
Phô thầy. À, thì đâu còn kháng lưỡng thì đâu. Đâu để anh coi. Đâu. Em cũng còn banh cái đầu rồi. Được đấy. Cũng banh cái đầu rồi. Chỉ có chém đâu mà chém một. Hết luôn. Sao chị không chém? Tại vì chị biết chắc là chị không giáp không rồi thì sao mà chơi được nữa. Em hiểu không? Giáp cái quần rồi cho nên đánh cái nạp. Rồi. Ủa sao anh Ken, đi tùm lum hết đi. Thì bây giờ đi vô. Chứ giữa hai ông già. Đang chiến tranh, hai người đang đánh nhau căng thẳng. Bể mũ hết rồi. Rồi thì kiểu nào cũng không thắng nữa đâu. Chị bật giáp vậy chị? Cái gì vậy? Chỉnh cái kia đi chị ơi. Chị ơi, vô. Ừ. Còn mỗi cái giáp hả? Cúp em không lấy. Ủa? Quốc thì em cúp có gì? Cúp. Không cần bằng tim, chỉ còn 5 tim thôi. Nè, lấy tim của em thôi, đi. Thôi San ơi, thành bớt đi. Chết rồi, em cũng muốn quýnh lại gì nữa. Thôi gì? À, chết rồi. Thù không trả được mấy bạn ơi. Teo. Ui, mấy chó cắn mình hả? Chó ăn nhiều vậy? Giết bớt đi bà con. Rồi, để đây ngồi. Ủa sao nhiều chó vậy? Được. Trời ơi, hồi nãy anh chơi cái bẫy đó mà có hai người đi là buồn quá. Ủa, lúc đó thì có hai người thấy cho anh thôi chứ. Ủa, mấy người kia là hả? Ủa, lúc đó em với anh Mơ thấy anh à. Đúng rồi. Còn, mấy người kia dí rét hết rồi anh ơi. Bơm. Ui. Đến đây là anh giờ mất giá mà chơi. Đúng rồi, đổ thiệt mà, đánh đâu có lợi đâu. Ôi, không biết ai thắng đây. Bởi sao mới thắng được đấy? Mốt đầy đủ team đi, BBB lại với San sao? Rồi, MC. MC trên bon. À, MC hả? Đây, kính thưa quý vị và các bạn. Thế cũng hợp lý nhỉ? À, tôi xin tường thuật cái trận đấu trực tiếp giữa Kuro và DN. À, phóng viên thường trú. Đúng rồi. Anh già đi, phóng viên luôn. Hiện tại thì lợi thế là đang thuộc về Kuro một chút xíu, tại vì DN bị mất cái giáp nón rồi. Ở đâu rồi? Mọi người né đây. Mọi người né đây. Ôi, xin lỗi mọi người. Xem ơi. Ê, chơi ngồi vậy. Nói cái gì em nổi vậy? Xem đây. Khán giả lên đây. Rồi. Năm dòng. Rồi, dòng thứ 6 tới. Dòng thứ 6 nè. Đây không phải dòng đi ra lên bàn thờ là win á. Dòng mới được ngọt nha. Bước xuống. Ghế này là ghế của dòng. Ủa hồi nãy anh đánh với DN có bể hết giáp không mọi người? Không anh. Không có hả? Anh bể mũ. Không, tại anh có crystal anh. Thôi cái máy để tấm tấm tan tầm luôn rồi. Rồi xong. Thôi cái tim vào, cái tim đẹp không? Đâu. Ê cho anh coi với anh chưa thấy bao giờ. Đấy, được. Tim hồi nãy em chết rồi. Em full tim rồi. Em 20 tim full rồi. Phút lấy đi, phút. Đây. Nãy giờ hai cái đó nhìn phút nha. Hay quá nên rồi, anh ở này dài lắm rồi, anh thiệt lắm rồi nên rồi, anh gánh công lương rồi đó. Anh gánh em, anh với Kiro, anh Kiro chị ok gánh thôi. Nhưng mà công nhận cái bẫy chó của anh DN đỉnh nha. Người ta đau lưng, người ta dán salon bát, còn DN dán gì vậy? Dán thép thôi. Nét còn chết chứ chị nữa. Rồi em biết rồi, em không bị nhiễm RB chị ơi, hết trơn. Ken cũng chết chứ chị nữa nè, ai chết cha bể gánh. Thầy em đã bị. Em chết là do tờ bóp. Ủa? Ơ chết là sao? Ấy là nãy Kuro đặt tên ti mà em không cầm tô tầm. À hèn gì hồi nãy anh em chết mà anh được có một tim à. Thì đó. Quá trời luôn mấy dòng ơi. Đây nhìn lên. Cười nè. Ê quên bật ghi hình rồi.
Ôi. Không ơi, không ơi, anh giận á, anh giận á. Trời ơi. Người thường thì ta kể chuyện ma, còn mình ma mình kể chuyện người thường đi. Đó anh, ở dưới đó, ở dưới đó. Em ở dưới đang đang đánh ghen kìa anh. Đánh ghen, đúng ghen, đánh ghen rồi đúng không? Đánh ghen rõ ràng. Ba ba mong một lời, ba mong một lời. Rồi anh thám tử phải giành lấy cô trợ lý chứ. Ôi Chris còn nhớ câu chuyện đó. Rồi câu chuyện viral nhất cái SMB này luôn anh à. Đúng. Phải vậy. Thì vậy em mới có cơ hội cấp 1. Đúng rồi. Em không đứng đứng ấy được đấy. Trời mày đánh đi, đánh đi. Trời mấy cái dòng này ám nặng quá. Xuống đánh luôn, xuống đánh luôn. Cố lên, chơi được. Khó chịu lắm. Lên đây đánh đi. Thôi, xin đấu chết rồi. Cố lên, xong rồi. Này sao mà đánh được? Được em, được hết. Cố lên, anh tin em. Ui, đâu yếu lắm rồi, bể giáp rồi. Em cũng sắp bể rồi. Đánh đi em, cứ đánh đi. Cô râu mỏi tay rồi, em yên tâm. Chuột hết pin rồi. Hai người cuối cùng. Tôi bắt anh Bon nha. Hả? Ơi, xin em đi. Dòng Khắc nhập. Thôi. Ê, chơi cái trò hả? Còn tôi tầm, còn một tôi tầm. Để xem. Ê, anh mới nghe tí gì vậy? Không cái quần này, không cái quần. Tiêu rồi. Đây. Đây chính là nhiễm xanh gì? Còn một cái cuối cùng. Nè cái nữa. Thế rồi. Ôi, sao nát giáp rồi. Núp đi. Giờ lấy cung bắn rồi. Trời anh hạ. Anh hạ nhỏ. Lấy cung bắn. Thôi rồi. Rồi, về phòng họp thôi chứ nhỉ. Còn cái phòng đi họp hả? Ủa, cái này là cái phòng họp đây à? Còn họp được. Ôi mát. Ôi gió mát quá. Gió tự nhiên mọi người. Còn họp được. Gió lên kêu vậy nó chiêu hơn á. Vô nó. Đây là server của ông Tín là manetnt.com. Nếu không có nhờ cái server đó thì em cũng không có ngày hôm nay. Đau cho Tiến đi mọi người ơi. Cũng nhờ server Tiến thì FB Season 1 này á thì có những thành viên mới. Chẳng hạn như là Red, anh DN. Ủa anh DN đâu? Phúc Điện hả? Anh okay. DN về điện lực không cho chẳng chơi hạn nữa. Và Phúc KT, Siro, Stratkun. Và sau đó là San Hanji. Ở đây thì anh Kiro với chị Yuki và Ken thì em cũng quen rồi. Anh Bon là người mới nữa. Ê, em chưa nói sao anh Bon đi đâu vậy? Thiên Bon. Anh định đi ra ngoài. Kiểu phát triển được cái MB này á, cũng nhờ anh Kiro và tất cả mọi người cùng đóng góp trong cái server MB này. Season 1 này vậy là hay rồi mọi người, tốt rồi. Vậy ok rồi. Ai muốn phát biểu thì phát biểu đi nha, chứ em phát biểu xong rồi. Đây, cho anh xin phép phát biểu. Ngày đầu tiên mà anh vào SMB này á, thiệt chứ anh ngại lắm mọi người. Tại vì đa số mọi người ở đây là toàn là idol của anh không à. Nên là lúc mà vào thì anh cũng kiểu như anh bị khớp á. Căng cứng luôn á, Kuro có nói với anh, Kuro và Ken cũng nói anh là ôi vào chơi thì mình giúp đỡ nhau thôi chứ idol gì nữa. Ở thì nhờ vậy thì anh chơi anh thoải mái hơn, làm quen mọi người anh thấy vui quá. Về cuộc chiến ngày hôm nay thì khởi đầu thì anh bị úp sọt, kết cục anh vẫn chưa có trả thù được. Lòng vẫn còn hơi cay một chút. Đêm nào mình press. Tuy nhiên có chắc đêm nào không biết như anh Bon pha đảo cái máy D88 của em rồi đó. Vui wow. Nên là có cái đó nó cũng an ủi anh lại chút. Ôi, cảm ơn mọi người. Hy vọng gặp lại mọi người ở đây ở season 2 ha. Sao anh nói sao anh? Dạ thì em xin được phát biểu là mới vô thì em cũng hơi ngại. Bởi vì là anh Kuro là idol của em, thế nên là em ngại mic lắm. Và mọi người trong server rất là thân thiện. Và có anh Quét là em ấn tượng nhất, là anh ấy rất là hài hước ạ.
À, cảm ơn Công Hỷ, Công Hỷ. Và cả chị Yuki đó, chị ấy rất là hợp với tính em. Em xin chân thành cảm ơn mọi người ạ. Mọi người qua đây với tôi đi, đi theo tôi. Chúng ta sẽ có chồng mừng, lời chồng mừng lớn nhất chúng ta từng trước đây chúng ta đã làm. Ui, thấy rồi kìa. Ít thôi. Ôi trời ơi. Chuẩn bị cho nhiều lên, cho cái sở thủ nhiều lên. Thôi. Trời ơi, tiêu rồi. Trời ơi, buồn quá. Còn cái nịch à, mọi người ơi. Còn cái nịch, trời ơi, nhà tôi. Mấy con thú của tôi. Trời ơi. Đi con ơi, đi. Con xin dây, tép nè. Tép đi, tép ơi. Con mèo. Đi. Tìm chỗ nào đứng an toàn coi. Cũng hên là giữ được con tép. Ôi sở thú của anh Bon. Những con vật tội nghiệp. Ở đâu rồi? Thật sở thú của anh Bon còn. Oh no. Không sao, mình vẫn còn cái chuồng lạc đà mà. Nguyên vẹn là được. Ủa, vậy là Minecraft SMB Việt Nam mùa 1 đã chính thức khép lại. Tuy cuối cùng mọi thứ đã nổ tan tành, nhưng mình thì không hẳn là mất hết mấy bạn. Cũng đã được một tháng kể từ ngày đầu tiên mình vào server SMB, mình đã có được rất là nhiều kỷ niệm đẹp. Từ những lần bị ăn hành bởi zombie dân làng, mình trồng rượu bí ngô và nhuộm trắng The End, bị con xì ke hãm hại khiến mình mất đi một vài người bạn. Bù lại thì mấy buổi livestream đi phượt, tìm thú và đặt tên rất là vui. Mấy bạn có thấy vậy không? Hy vọng là sau này mình có những cái series nào cũng có thể chơi với nhau như vậy ha. Chơi là 9, được quà là 10 đúng không? Có câu cuộc vui nào rồi cũng sẽ tan. Mình được gặp gỡ những người bạn, hợp rồi tan. Tuy nhiên nếu mà có duyên thì chắc chắn tụi mình sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó khác, ở một dịp khác. Ví dụ như mùa 2 chẳng hạn. Đến với Minecraft SMB Việt Nam mùa 1 này, mình đã có được thêm nhiều người bạn mới. Trong đó có những bạn chơi cùng mình ở trong server, và rất là nhiều bạn khác đang xem video này cùng mình. Còn bây giờ thì xin chào tất cả các bạn. Hẹn ngày tái ngộ ha.